Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh vừa có buổi làm việc với nhiều đơn vị về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tại buổi làm việc, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, cần triển khai nhiều biện pháp cấp bách, nhưng việc mua sắm trang thiết bị thuốc vật tự y tế phục vụ chống dịch là đúng quy trình, có giá rẻ so với các thời điểm khác. Cụ thể ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác mua sắm trang thiết bị y tế trong thời gian dịch Covid-19 hầu hết đều theo phương án chỉ định thầu rút gọn căn cứ trên năng lực của nhà cung cấp. Việc mua sắm này theo đúng quy định và giá vào thời điểm đó là đã thấp nhất so với tất cả các thời điểm khác. Ông Nam cho biết thêm việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế căn cứ vào thông tư 14. Với những đơn vị nhập khẩu thì không phân phối mà sẽ ủy quyền cho một đơn vị phân phối khác. Đơn vị phân phối này tham gia đấu thầu trong các cơ sở y tế nhưng giá tờ khai thì các cơ sở y tế, sở y tế không biết được. Hiện giám đốc các bệnh viện cũng như sở y tế thành phố cho biết dù mua sắm trang thiết bị vật tư y tế đúng quy trình nhưng khi thanh tra thì thông báo có dấu hiệu vi phạm. Trước khó khăn này, sở y tế thành phố kiến nghị khi thanh kiểm tra công tác mua sắm, nhất là mua sắm phục vụ phòng chống dịch thì cần xem xét bối cảnh thực tế trong giai đoạn dịch bệnh và tinh thần nghị quyết số 30 của Quốc hội